Xin chào các bạn đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp BT Win Rock Rider 520, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu của Phần Lan và được sử dụng rất rộng rãi tại thị trường Pháp. Thì hôm nay em về một chiếc xe màu tông màu xám kẻ chỉ xanh rất đẹp các bác nhé. Ngoại hình của xe thì cũng cực kỳ là mới luôn, các bác có thể nhìn trên hình. Đấy, ngoại hình rất là đẹp, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Rất đẹp các bác nhé, tông màu xám đen cả chỉ xanh lá cây, một cái form màu tông màu rất là hot trong năm nay. Thương hiệu BT Win, các bác cũng đã rất quen thuộc với thương hiệu này rồi. Nó có mấy dòng chính đấy, dòng đua là Chiban này, dòng touring là Riverside và địa hình nó là Rock Rider các bác nhé. 520 thương hiệu Phần Lan và sử dụng rất rộng rãi tại Mỹ nên là nhiều người vẫn lầm tưởng thương hiệu này là thương hiệu của Pháp. Rộng rãi tại Pháp nên là nhiều người vẫn lầm tưởng nó là thương hiệu Pháp, nhưng mà nó là thương hiệu đến từ Phần Lan các bác nhé. Sử dụng loại nhôm là 6001, loại nhôm siêu bền, rất là bền, chịu cường độ cao và chống bầu mòn. Đây là chủ cũ đã dán ly lông để chống xước ở đây các bác nhé. Và được sử dụng một cái bộ cấu hình cũng rất là tốt đến từ thương hiệu Etzam các bác nhé. Đó là Etzam X3 với 8 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Đây nó là Etzam X3 nhưng mà trước là nó có một cái tem dán nhưng mà nó bị mất rồi các bác nhé. Đấy, rất đẹp. Ngoại hình xe cực kỳ mới, thiết kế rất là cơ bắp này. Các bác nhìn khung hộp này, nhìn nó rất là chắc chắn và cực kỳ cơ bắp, kể cả lốp này, lốp dùng cái lốp bản rộng. Quả lốp này là 27,5 inch nhân 20 200, nguyên zin theo xe và vân lốp các bác có thể nhìn này, rất là mới. Chắc là chủ cũ người ta chỉ đi lướt lát qua xe này thì họ bán thôi, nên là giữ được cái độ mới của xe rất là tốt. Trên ghi lông xe nhé thì được sử dụng là tay ghi lông cong đổ đèo, và tay bấm xả trên này cũng được sử dụng bộ của Etzam luôn. Etzam là một cái hãng phụ tùng rất là đẳng cấp của Mỹ, gần như là nó đứng đầu về group, trong các dòng group của xe đạp. Shimano là đứng thứ 3, Netram đến Campagnolo các bạn nhé. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43cm, 44cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55cm. Thì size xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m60 2 đến nó khoảng 1m72 thì phù hợp. Bộ chuyển động Etzam X3 với 8 lít và 3 đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Có 8 lít nhưng mà cái cảm giác bấm, cảm giác sử dụng của cái dòng Etzam này thì nó rất là thích các bác nhé.
À, xe đang có giá bán bên em là 7.300.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.